MJ lại xin được kính chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với phiên video lên sóng những mẫu kính ngày hôm nay các bác nhé. Thì trong phiên video ngày hôm nay em lên những mẫu kính tuyển chọn các bác ạ, những mẫu kính tuyển chọn để các bác đón Tết, những mẫu kính đẹp, chất lượng và những mẫu kính chính hãng, cứ phải gọi là đẳng cấp các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, một mẫu Xiaomi đến từ Pháp và có rất là nhiều mẫu rất đẹp. Đây, Dolce, Paris Mickey, đây rất là nhiều mẫu các bác nhé, thậm chí có cả Gucci luôn, được chưa ạ? Thì tất tật có trong buổi video ngày hôm nay em lên khoảng tầm 30 đến 40 mẫu các bác nhé, trong khoảng 40 mẫu để phục vụ tất cả các bác cùng chơi. Ngày xuân cũng sắp đến rồi, Tết cũng đến rồi, nhu cầu mua sắm sử dụng cao, cũng như là thích chơi những chiếc kính đẹp, những chiếc đồng hồ đẹp các bác nhé. Thì hôm nay phiên hôm nay đến lượt em là sẽ lên kính, em xin phép lên mã đầu tiên. Mã đầu tiên em lên một chiếc kính, được chưa ạ? Một chiếc kính các bác có thể nhìn thấy vân này là vân đá nhé. Một chiếc kính vân đá mang thương hiệu Roberta Seminano Semirino, được chưa ạ? Một chiếc kính chính hãng. Cũng rất là đẹp đấy các bác ạ. Roberta Di Camerano, đó, một chiếc kính chính hãng. Gọng vân nhựa đồi mồi, đó, chiếc này đeo thời trang rất là đẹp luôn. Cơ bản đó, em nói là được chính hãng các bác nhá. Xe ga che lên đến 13 năm các bác nhá. Một chiếc kính chính hãng lên đầu line, mở hàng đầu line cho em với mã số 58. Mã số 58 các bác nhá. Mã số 58 bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi. Đó là bao nhiêu đây? Để các bác cùng chơi chiếc này là 600.000 nhá. 600.000 lên cho em mã số 58 ạ. Mã số 58 các bác nhé. Em lên tiếp tục một chiếc mang mã số 58 ạ. Đây em sẽ lên những chiếc gọng kính để các bác mã số 59 nhé. Em sẽ lên những chiếc gọng kính để các bác về lắp mắt cận viễn não này. Những chiếc gọng kính mạ vàng, những chiếc gọng kính mạ trắng cũng có, mạ vàng vàng cũng có các bác nhé. Em lên một chiếc kính này đang là mạ vàng trắng ạ, một chiếc kính có mí để các bác về lắp mắt viện não, các bác đọc báo xem tivi rất là ok luôn các bác nhá. Một chiếc kính super gì đấy các bác này, một chiếc kính chính hãng của Nhật rất là xịn sò. Một chiếc kính mạ vàng trắng các bác nhá. Một chiếc kính mạ vàng trắng, em có thấy chuyện, em có thấy ký hiệu 14K gì đây các bác này. Đó. Đây là thương hiệu các bác nhá. Gentry, là một chiếc kính Gentry. Được chưa ạ? Chiếc kính này đang size ngang kính đang là một ngang kính đang là 135. Thì với mẫu kính này các bác về lắp mắt cận viễn não đẹp rất là ok này, về đọc báo xem tivi. Mẫu kính này bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi, thôi vẫn cứ là 500.000 đấy ạ. 500.000 để các bác cùng chơi nhé. 500.000. 500.000 lên cho em mã số 59. Tiếp tục em lên chiếc mã số 60. Mã số 60 đó là một chiếc kính cận viễn não tiếp theo. Đó, các bác về lắp mắt kính theo nhu cầu sử dụng của tất cả các bác nhé. Hiện tại kính này đang trang bị một cặp mắt này là cặp mắt viễn các bác ạ. Cặp mắt viễn rất là lặng độ luôn. Viễn hay cận thì đấy các bác lặng độ nhé. Các bác về lấy sử dụng cái gọng thôi. Một chiếc kính gọng vàng, mạ vàng, nó size kính đang là 52. Size kính 52, cầu kính là 16, chuôi kính đang là 138 các bác nhé. Chuôi kính đang là 138 mang thương hiệu Ritz 4001 các bác này. Đó. Ngang kính chiếc này đang là 130 hợp với tất cả các khuôn mặt vừa và nhỏ nhá. Để các bác cùng chơi chiếc này là 600.000, mạ vàng 600.000 thôi ạ. Mạ vàng 600.000 lên cho em về mã số 60. 600.000 mã số 60. Có em chiếc mã số 61 đó. Mã số 61 đấy cũng là một chiếc kính như vậy. Đó. Không có gì thay đổi, cũng không có gì khác biệt với hai chiếc kính trước.
chiếc kính này cũng được thiết kế tạo mí. Mí này là mí đổi mồi các bác nhá. Mí đổi mồi size rất là to, size lên đến 140. Size 140 gọng thì được mạ vàng các bác nhá, gọng mạ vàng chất liệu titan. Chất liệu titan mạ vàng, size kính đang là 50. Size kính là 54. Size kính là 54, cầu kính đang là 16, chuôi kính là 142. Để các bác cùng chơi với mẫu kính này. Bao nhiêu đấy ạ? Thôi thì mạ vàng thì cứ 600.000 đấy ạ, 600.000 để các bác cùng chơi. Các bác về lắp mắt cận viễn não vàng, bọc báo xem TV. Lắp mắt dâm vẫn được nha các bác nhá. Các bác thích lắp mắt gì cũng được. Hoặc em chỉ bán gọng thôi. Hiện tại đang là mắt có độ, hiện tại đang là mắt có độ thì sẽ không phù hợp với độ của mắt của các bác đâu ạ. Các bác vui lòng về cắt mắt khác, bên này bán gọng thôi. Em lấy tiếp tục một chiếc kính Ray-Ban chính hãng được sản xuất những năm thập niên 1980. Đó, những năm thập niên 1980 các bác nhá. Một chiếc kính Ray-Ban chính hãng mạ vàng, hay còn gọi giới chơi hay gọi là một chiếc kính C, được chưa ạ? Chiếc kính này thì có size mặt đang là 58. Size mặt đang là 58 các bác nhá. Tổng thể còn rất zin và đẹp, nó có vết chảy nhẹ một chút xíu ở đây thôi, được chưa ạ? Rất đẹp và nguyên zin. Mắt này là mắt xanh rau muống các bác nhá. Mắt xanh rau muống cho một mẫu kính Ray-Ban ngày hôm nay. Size 58, đó, size 58 các bác nhá. Size 58 là size hợp với tất cả các khuôn mặt luôn nhá, ai đâu cũng được. Ngang kính đang là 135 các bác nhá. Ngang kính là 135. Tổng thể nguyên zin 100%. 1980, được chưa ạ? Chiếc này bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi, chiếc này là 3 triệu lên cho mình mã số 62. 3 triệu mã số 62 các bác nhá. Một chiếc kính Ray-Ban C mạ vàng những năm thập niên 1980. 3 triệu đẹp chất lượng. Đó, đẹp chất lượng luôn. Các bác chơi những chiếc kính Ray-Ban các bác biết rồi. Hàng C, hàng bọc thì nó sẽ rơi khoảng tầm 6 7 8 9 10 triệu. Hàng C các bác chơi hàng C thì giá rất tốt, cũng làm chiếc kính như vậy nhưng mà họ xi mỏng vàng hơn một chút xíu thôi, được chưa? Tiếp tục em lên một chiếc kính Ray-Ban tiếp theo, một chiếc kính Ray-Ban với phiên bản độc dị lạ. Các bác nhìn thấy quả cầu mạ vàng chưa? Quả cầu mạ vàng chất lượng luôn này, đẳng cấp này, không ai có luôn này, được chưa? Một chiếc kính Ray-Ban chính hãng tiếp theo. Đấy ạ, một chiếc kính của Mỹ các bác nhá, Ray-Ban của Mỹ. Chiếc này cũng được sản xuất năm thập niên 1980 đấy ạ. Logo này. Đó, logo một bên thôi các bác nhá. Ngang kính chiếc này đang là 135, 137 đấy ạ, ngang kính 135 137 nhá. Điểm nhấn ở đây là cái cầu này, các bác có thể nhìn thấy cầu đây. Cầu rất là chất lượng này. Đó, để các bác cùng chơi mẫu kính này. Đó là một chiếc kính Ray-Ban để các bác cùng chơi, chiếc này là 1.600.000. 1.600.000 các bác nhá. 1.600.000 lên giúp em với mã số 63 được chưa ạ? Mã số 63 1.600. Tiếp tục em lên một chiếc kính nữa, một chiếc kính Rosentop các bác ạ. Mã số 64. Mã số 64 đó là một chiếc kính Rosentop mạ vàng trắng được sản xuất năm thập niên 1980 tiếp theo. Các bác có thể nhìn chân chim này. Chân chim chỗ khuỷu đấy ạ, bản lề này. Họ thiết kế kiểu gợn sóng. Còn bên này là đánh bóng các bác nhá. Bên này thiết kế kiểu đánh bóng, được chưa ạ? Một chiếc kính Rosentop đến từ Đức, Bicara VKD này. Được chưa ạ? Mạ vàng trắng đấy các bác nhá. Đây, nguyên tem nguyên mác, độ mới lên đến 98%. Mắt này em đã lên cho các bác một cặp mắt rồi. Lên các bác cặp mắt xanh dòng muống rồi các bác nhá. Các bác yên tâm. Về sẵn đeo thôi. Về sẵn đeo chơi Tết chọn chiếc kính mới đẹp chất lượng này. Size ngang đang là 135. Size ngang 135 để các bác cùng chơi chiếc kính này là 1.500.000 thôi ạ. 1.500.000 để các bác được sử dụng em chiếc kính Đức mạ vàng trắng, được chưa ạ? Một chiếc kính Đức mạ vàng trắng nhá. Size ngang 135, 1.500.000. 1.500.000, được chưa ạ? Úi dồi, bọc vàng thì đúng hơn các bác ạ. 1/20 12K này. Úi dồi. 1/20 12K 1.500.000 thôi ạ. Được chưa ạ? Cầu 14 này. Mới tinh lên đến 98%. Thậm chí cả 99% luôn đấy ạ. Giá chỉ có 1.500.000 thôi. Em tưởng mạng em bán cái giá đấy, còn bọc nó phải lại phải là giá khác cơ.
bọc lại phải loanh quanh tầm 2 triệu hơn cơ. Ok, để các bác 1 triệu rưỡi thôi, quân tử nhất ngôn, được chưa? Tiếp tục anh lên một chiếc kính Ray-Ban nữa, một chiếc kính Ray-Ban mã số 65. Một chiếc kính Ray-Ban được sản xuất năm thập niên 1980. Chiếc kính này thì được thiết kế bằng kính gọng nhựa đấy các bác nhá. Gọng nhựa Mecca giống chiếc trước đấy ạ. Ray-Ban Tradition, Tradilationa này các bác này. Ray-Ban phiên bản toàn cầu đấy ạ. Cầu kính là size 58, cầu kính đang là 15 các bác nhá. Một chiếc kính của Mỹ tiếp theo. Được chưa ạ? Chiếc kính của Mỹ tiếp theo. Size ngang đang là 137. Size ngang 137. Để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. Vẫn cứ là 1.500.000 đấy ạ, 1.500.000. Được chưa ạ? Chính hãng bảo hành các bác luôn. Bảo hành các bác chính hãng nhá. 1.500.000 tiếp theo. Lên cho em về mã số 65, size ngang 137. Đó các bác nhỉ. Đấy, hai chiếc này giống nhau. Đó. Chỉ có logo một bên thôi các bác nhá. Để các bác cùng chơi chiếc này 1.500.000. 1.500.000 lên cho em về mã số 65. Tiếp tục quay trở lại với chiếc kính Mỹ ngày hôm nay. Đó, lại là một chiếc kính Mỹ mạ vàng. Ủa, một chiếc kính Hoa này các bác này, một chiếc kính Hoa của Nhật này. Chuôi kính đang là 140. Úi giời, mạ vàng bọc vàng có chuyện này. Mạ vàng 25 micron này, em thấy chuyện số 25 này. Chạ. Cầu này. Size 55, cầu kính đang là 16 này. HO HCO này. Có chuyện chiếc này bọc vàng các bác nhé, chiếc này bọc vàng. Đó, một chiếc kính made in Japan. Một chiếc kính bọc vàng của Nhật các bác nhé. Size ngang kính đang là một... ngang kính đang là 135. Ngang kính 135 các bác nhé. Để các bác cùng chơi chiếc này lên cho em mã số 66. Mã số 66 để các bác cùng chơi chiếc này là 1 triệu nhá. 1 triệu cho một chiếc kính bọc vàng, được chưa ạ? 1 triệu các bác ạ. 1 triệu kính bọc vàng. Size 135, size đẹp tuyệt vời luôn. Tiếp tục em lên một chiếc mang mã số 67. Mã số 67 các bác nhá. Mã số 67 đó là một chiếc kính Cartier. Một chiếc kính Cartier với phiên bản này, phiên bản là phiên bản đời mới các bác nhá. Phiên bản đời mới ạ. Không phải là phiên bản đời cũ đâu các bác nhá. Chiếc này là đang là size 52, cầu kính đang là 17, chuôi kính đang là 140. Chỗ là màu vàng sẽ được mạ vàng, được chưa ạ? Một thương hiệu của Pháp này. Chỗ làm màu vàng sẽ được mạ vàng, còn ngoài ra sẽ là bằng vân nhựa đổi mồi, nhựa vân đổi mồi các bác nhá. Chiếc này thì em cũng nói luôn, không phải là hàng chính hãng đâu ạ, hàng chiếc này hàng replica thôi. Nhưng mà cũng bảo hành trách nhiệm với tất cả các bác về lớp mạ. Em cũng đã thẩm định và cũng đã bán một số, cũng qua các bác phản hồi của các bác là cũng dùng rất tốt. Đó, lớp mạ rất là bền. Được ạ? Các bác có thể nhìn thấy họ thiết kế kiểu cách như ao luôn. Mã số 67 để các bác cùng chơi chiếc này là 800.000. Các bác nhá, 800.000. Ngang kính đang là 135 các bác nhá. Ngang kính là 135. 800.000 lên cho em mã số 67. Tiếp tục. Mã số 68. Mã số 68 đó là một gọng kính mới tinh các bác ạ. Một gọng kính mới tinh nhá. Em lại thấy không thấy có chuyện thương hiệu gì cả. Nhưng mà bảo hành các bác là hàng Nhật về. Được chưa? Cho các bác đi thẩm thoải mái. Trung Quốc trả lại em trả lại tiền. Nếu mà con là Trung Quốc thì Trung Quốc nội địa thì em nghĩ cũng rất là đắt. Các bác cũng nên hiểu như vậy. Được chưa? Nhưng chiếc này em bảo hành các bác không phải là hàng China rẻ tiền. Được chưa? Chắc chắn sẽ phải là hàng Nhật đến tay các bác. Size ngang kính chiếc này đang là 135. Để các bác cùng chơi chiếc này là 500.000 nhá. 500.000 cho một gọng kính mới tinh, 500.000. Một gọng kính mạ vàng mới tinh của Nhật, được chưa ạ? 500.000. Các bác về lắp mắt vào. Cận viện não, các bác đeo thoải mái luôn. 10-25 vẫn là ok.
Tiếp tục em lên một chiếc kính, cứ phải gọi là bao ngầu cho tất cả các bác. Một chiếc kính bao ngầu bọc vàng các bác nhé. Mã số 69, một chiếc kính bọc vàng đến từ Nhật. Tiếp theo, sổ chiếc này mắt đi đêm cực chất luôn các bác này. Úi sổ lại còn một thương hiệu Lycom các bác nhé. Lycom 6401, các bác check thoải mái cho em. Được chưa ạ, một chiếc kính bọc vàng. Size 56, cầu kính đang là 14. Đặc biệt hơn, các bác có nhìn thấy cả quả cầu kính đây chưa ạ? Quả cầu kính chữ X bí ẩn này rất là đẹp luôn. Mắt này mắt đi đêm thoải mái quá nhá, mắt sướng lắm các bác, mắt đeo sướng lắm. Xe gan đang là 135 trong chiếc kính Lycom bạc vàng. Em không biết là có đổi màu không, nhưng mà mắt này các bác đi đêm thoải mái. Được chưa ạ, đi đêm thoải mái, em chưa test đổi màu. Được chưa ạ, một chiếc kính Lycom xe gan 135 bọc vàng, zin 100%. Chiếc này bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi là 1 triệu nhá. 1 triệu lên trang mã số 69 trong chiếc kính Lycom bọc vàng. 1 triệu mã số 69. Lycom bọc vàng, các bác nhìn thấy này, rất là chất lượng luôn. Kiểu dáng cũng ngầu luôn các bác nhá, kiểu dáng bao ngầu cho tất cả các bác. Giá là 1 triệu lên trang mã số 69. Tiếp tục có một chiếc mã số 70. Mã số 70 là gì đấy ạ? Mã số 70 đó là một chiếc kính sủi, vẫn phải gọi là mới tuyệt vời luôn. Ui, quả mắt lâu trà bao phê luôn đó, các bác. Quả mắt lâu trà lại còn tráng quả tiêu UV tia cực tím này các bác này. Một chiếc gọng kính mạ vàng mới tinh. Đó, mon B 10961. Size kính đang là 56, cầu kính đang là 14 các bác nhá. Một chiếc kính của Nhật. Tiếp theo, độ mới lên đến 98%, còn zin cả mắt. Đó, nam nữ đeo đều ok. Chưa, nam nữ đeo đều ok. Với chiếc kính của Nhật này đang có thiết kế là size ngang. Size mặt đang là 135. Tiếp theo, ôi xổ, size đúng là size mặt châu Á luôn các bác nhá. Đó, size chỉ loanh quanh 135 thôi. Đeo quá là đẹp, quá là lý tưởng luôn. Mã số 70 lên cho em mã số này mạ vàng. Mạ vàng cũng còn gọi là mới tinh. Để các bác là 900.000 nhá. 900.000 lên cho em mã số 70. Cứ phải gọi là mới tuyệt vời luôn các bác ạ. Mới lắm các bác nhá. Cực kỳ mới. Bao mới được chưa ạ? Đó, từ giờ Tết em còn về rất là nhiều các mặt hàng phải gọi là đẹp, mặt hàng phải gọi là mới để phục vụ các bác đón Tết các bác nhá. Được chưa ạ? Tiếp tục em lên một chiếc kính nữa mang mã số 71 các bác ạ. Mã số 71 nhá. So, Paris Mickey, so, một chiếc kính cứ phải gọi là hàng hiệu đẳng cấp. Hàng hiệu đẳng cấp của Pháp luôn các bác nhá. Đây là một chiếc kính của Pháp, còn nguyên hộp sổ thẻ, sổ nguyên cả khăn luôn các bác này. Paris Mickey. Được chưa? Nguyên hộp, nguyên sổ, không thẻ. Đó. Một chiếc kính của Pháp. Chất liệu bằng gọng titan, đó, gọng titan. AU151. Titan. Chui đá, chui là vân đá các bác nhá. Chui là chui vân đá. Không có gì đặc biệt ngoài điểm nhấn hai thanh vàng ở đây. Em sẽ đi đến chi tiết cận cảnh các bác nhá. Ở chất liệu titan chui kính đang là 140. Đây, chất liệu titan chui kính 140. Ở size ngang kính đang là ngang kính đang là 135. Đó, dành cho bác nào mà có thích những chiếc kính mắt treo này, những chiếc kính mắt treo bằng cước này. Đặc biệt hơn có thêm hai thanh vàng ở đây. Hai thanh vàng 18K là hai điểm nhấn của những chiếc kính Paris Mickey rồi. Đây, không biết các bác có nhìn rõ thanh vàng ở đây không? 18K. Đó, em nghĩ hai thanh vàng này cũng rất là lặng vàng, vàng đặc mà các bác. Hai thanh vàng này được thiết kế theo kiểu là mài vát kim cương, lấp lánh rất là lấp lánh. Paris Mickey, một chiếc kính chính hãng xịn sò đến từ Pháp. Để các bác cùng chơi chiếc kính này, 2.500.000 lên cho em về mã số 71 các bác nhé. Size kính 56, cầu kính đang là 16. Nó chất liệu titan, điểm vàng 18K. Được chưa? Chất liệu titan điểm vàng 18K. Còn zin nguyên hộp. Được chưa? Em sẽ lên những mẫu hộp ngày hôm nay. 2.500.000 lên cho em về mã số 71 các bác nhá. Một chiếc kính Paris Mickey đến từ Pháp, vàng 18K. Được chưa? Em
sẽ lên chiếc kính hộp đấy ạ. Em sổ lên một chiếc kính hộp đẳng cấp đi các bác ạ. Một thương hiệu Dolce. Dolce gác bản lề được chưa ạ? Dolce Gabbana. Mã số 72. Mở hộp tất cả các bác này. Sổi ơi, siêu phẩm. Sổ ơi, cứ phải gọi là long lanh cành đào luôn. Long lanh cành đào cành quất. Sổ. Khăn này. Chiếc này mở ra bao thơm cho tất cả các bác luôn. Không hiểu sao Nhật nó ủ, bên Nhật nó ủ cái vị vị thơm gì mà mở ra bao ngày vẫn thơm. Để bao ngày vẫn thơm, sợ thật đấy. Cứ phải gọi là bao sướng tất cả các bác nhá. Em lên một chiếc kính Dolce Gabbana. Đó, Dolce Gabbana. Một chiếc kính chính hãng được chưa? Chiếc này cứ phải gọi là bao đẹp cho tất cả các bác. Nam nữ đeo đều ok. Nam nữ đeo để ok nhá. Một chiếc kính chính hãng được sản xuất tại thị trường bên Nhật. Chắc chắn nó sẽ phải là thương hiệu của Pháp hoặc thương hiệu của ấy gì rồi. Nhưng mà chiếc này được sản xuất tại thị trường bên Nhật. Đây có thông số cũng như là số hiệu để các bác cùng check nhá. DG447S. Size 59, cầu kính đang là 14, chiếc kính đang là 130. Một chiếc kính Dolce. Dolce Gabbana. Nó đọc chuẩn sẽ là như vậy. Sổ mắt zin luôn các bác này. Mắt chiếc này mắt có màu ánh xanh. Đẹp lắm các bác ạ. Các bác phải cầm lên tay chiếc này thì cứ hoặc là lên mặt chiếc này thì cứ phải gọi là bao đẹp. Sổ. Bao phê, bao đẹp, bao thơm luôn. Đeo chiếc này mình là chất lượng các bác ạ. Thương hiệu mạnh. Size gan đang là 135. Để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. Để các bác cùng chơi chiếc kính này là 2 triệu lên trang về mã số 72. Một chiếc kính Dolce. Đẹp lắm các bạn ạ. Bao đẹp luôn. Bao phê, bao chất. Nam nữ đeo đều ok. Các bác mua về làm quà tặng rất là hợp lý vào dịp Tết này các bác nhá. Được chưa ạ? Đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Mã số 72, 2 triệu thôi ạ. Mã số 72. Tiếp tục đi các bác ơi. Sổ. Hộp này không phải hộp của em nó nha các bác nhá. Một chiếc kính gì đấy ạ? Sổ, một chiếc kính Gucci. Sổ, lại một chiếc kính Gucci chính hãng, nó mới đẳng cấp làm sao. Made in Italy. Được chưa ạ? Một chiếc kính chính hãng Gucci đến từ Italy. Ôi ôi, đẹp quá các bác ơi. Sổ ôi đẹp tê nhỉ. Đâu các bác làm quà tặng đi các bác ơi. Cứ phải gọi là phê. Nam nữ đeo thì ok, nam cũng được và nữ cũng ok. Đẹp tuyệt vời. Cơ bản em nó là chính hãng, cơ bản em nó là đẹp chất lượng. Size gan kính đang là 137 nhé. Có thiết kế ôm trọn khuôn mặt luôn. Ôm trọn khuôn mặt. Ốc ếch đây ạ. Nguyên zin nguyên bản. Đẹp lắm các bạn. Gucci chính hãng. Chất liệu bằng Meca nha, chỗ này mạ vàng này. Logo này mạ vàng các bác nhá. Logo mạ vàng. Đó, logo thương hiệu Gucci. Bảo hành các bác hàng xịn sò. Chính hãng được chưa? Thông số rõ ràng. Made in Italy. Đây. Để các bác cùng chơi chiếc này, size ngang là 137. Để các bác cùng chơi chiếc này, bên em đang giao lưu với giá là mã số 73. Hộp này hộp không zin quá nhá, hộp không zin. Mã số 73. Để các bác cùng chơi nó là bao nhiêu đây ạ? 1.500.000 thôi ạ. 1.500.000 nhá. 1.500.000 cho những chiếc kính đẹp chính hãng. Các bác vào hãng thì cứ phải gọi là bao tiền triệu luôn, bao tầm vài triệu cũng có, vài chục triệu cũng có. Đó, các bác mua hàng lướt, các bác mua hàng si thì các bác sẽ được những cái giá cực tốt. Các bác có thể tham khảo thêm. Đó. Tiếp tục em lên mở hộp tiếp một chiếc kính nữa. Một chiếc kính mang thương hiệu của Pháp. Senai. Đó, Senai. Gọi là Senai đi ạ. Senai đi ạ. Sổ. Ôi dồi ôi, một quả mặt này cứ phải gọi là sổ. Nguyên hộp, nguyên sổ. Các bác đeo quả mắt này thì đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm. Các bác thấy phê chưa? Sổ một chiếc kính chính hãng của Pháp.
Đó, được sản xuất tại Italy, một thương hiệu của Pháp sản xuất tại Italy các anh nhá. Lại là một chiếc kính chính hãng nữa, chiếc kính thời trang, cứ phải gọi là bao đẹp, bao phê, bao chất lượng luôn. Một cặp mắt này là mắt xanh này, có ánh xanh, xanh nõn chuối, xanh nõn chuối nha các bác. Đeo chiếc này sướng lắm các bác ạ, ngày như đêm, đêm như ngày, nam nữ đều được. Đó, quan trọng là mình đeo thời trang, mình đeo chất. Đó, đeo thời trang và đeo chất lượng các bác nhá, nam nữ đeo đều ok, không phân biệt gì cả với mẫu này. Nhưng mẫu này thời trang, một chiếc kính Selnai đến từ Pháp, có thiết kế rất là chất đẹp. Em kết một cặp mắt này cho các bạn, cặp mắt này các bác đi đi đêm đi ngày thoải mái, cứ phải gọi là dịu mắt, màu đẹp, size ngang lên đến 140, size ngang là 140 nhá. Để các cuốn chơi chiếc kính chính hãng này tiếp theo, thôi vẫn cứ là 1.500.000 đấy ạ, một chiếc kính chính hãng nhá, chính hãng thời trang, phiên bản thời trang đa số sẽ là những phiên bản đời mới, những phiên bản đời mới sẽ được sản xuất năm thập niên 2x thì nó sẽ có giá rất là đắt các bác nhá. Đấy chứ ạ, vốn dĩ bên em đấu về cũng rất là cao rồi. Đó, cũng chỉ cộng công đấu về giao lưu cùng tất cả các bác thôi. Thì đối với mẫu này chỉ có 1.500.000 thôi. Đó, các bác lên xem mã số 74 nhá. 74, 1.500.000. Mã số 74, 1.500.000. Tiếp tục mở lốt chiếc hộp này đi ạ. Số sồi gù xì các bác ạ, không phải cũng phải hộp của em nó không, nhưng mà em thấy hộp thì hộp xịn rồi, đó kính không phải kính gù xì không này, gù xì luôn các bác ạ, úi sồi, made in Italy luôn này các bác này, quá là ok luôn, úi sồi chiếc kính này phải là đắt kính đắt tiền rồi, gù xì 1347S các bác nhá, đó một chiếc kính chính hãng tiếp theo, một chiếc kính gù xì chính hãng, ôi ôi chuyện ở bên sườn này đẹp chưa các bác, thấy đẹp chưa, chi tiết tỉ mỉ chưa, quá đẳng cấp luôn, quả mắt này đeo rất là hợp luôn, về đây coi nhá, quá là đẹp tuyệt vời này. Chiếc này lên mặt thì cứ phải gọi là bao trẻ bao đẹp bao chất luôn luôn đấy ạ, một chiếc kính Gucci chính hãng. Hộp này không biết không em không biết phải là hộp đúng đời không, nhưng mà em thấy về như vậy thì em để vào như vậy nhá. Đó. Được chưa ạ? Ui sổ mắt đẹp quá các bác ạ. Đẹp thế nhỉ. Sai ngang chiếc này là 135 coi nhá. 137 luôn đấy ạ. 35 137 luôn. Sổ lên mặt chiếc này cứ phải gọi là quá là ok, quá là chất lượng rồi. Đẹp quá các bác ạ. Đó, em kết mỗi quả logo chạy viền đây các bác này, quả logo chạy viền xung quanh tạo lên cái vẻ đẹp, tạo lên cái độ sang rất nhiều, quá là chất lượng luôn các bác nhá. Rồi, một chiếc kính Gucci đến từ Italy, đó bên em đang giao lưu với giá này, chuôi kính là 135 nhá, bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi chiếc kính này, kính chính hãng để các bác cùng chơi là 2 triệu, lên trang mã số 75. Mã số 75 2 triệu, mạ vàng, đẹp chất lượng. 75 2 triệu. Mã số 75 2 triệu. Lên tiếp tục với những mẫu kính rẻ ngày hôm nay. À đây còn hộp đây, hộp để mở lốt các bác. Còn hộp mở lốt nhá. Đấy ạ. Còn hộp để mở lốt. Rồi lại tiếp tục ba la. Úi giời, cho quả mã đã cho đẳng cấp các bác nhá. Mã 76 các bác ơi. Ở một video hôm nay là một video gọi là chất lượng luôn. Sure. Standard này. Xem phải kính. Ồ không phải hộp các bác ạ. Cứ đi om. Không phải hộp các em nói nhá, một chiếc kính Armani. Một chiếc kính Armani chính hãng đó. Armani chính hãng, đẹp lắm các bác ạ. Làm nữ đều vẫn là ok. Được chưa ạ? Với các dòng thiết kế kiểu này thì ai đi cũng được. Chiếc này là gọng bằng nhựa Meca nhé các bác nhé. Meca đổi màu đấy ạ, Meca đổi màu. Đó, gọng Meca đổi màu. Size ngang kính đang là 145, size rất là to luôn. 145 cho một chiếc kính Armani chính hãng. Tiếp theo,
Đây là thông số nhá, thông số đây. Armani chính hãng made in Italy. Để các bạn chưa, chiếc này là bao nhiêu đấy ạ? 800.000 một chiếc kính chính hãng, lên cho mình mã số 76. 800.000 mã số 76. Hộp này không phải hộp em nó đâu các bác nhá. 800.000 mã số 76, 800. Đó, thương hiệu Armani thì cũng không phải thương hiệu đắt đỏ đâu. Thì các bác chơi cũng giá rất là tốt đấy ạ. Tiếp tục lại làm chiếc kính hộp trong này em xem. À, không phải hộp gì dạ. Cơ bản hộp cũng rất là đẹp, có cả móc treo này các bác này. Một chiếc kính mạ vàng tiếp theo, một chiếc kính của Nhật thôi nhưng mà có thiết kế cũng rất là đẹp. Kangoo, Kangol các bác nhá, một chiếc kính Kangol. Một chiếc kính mạ vàng Kangol của Nhật. Size ngang kính đang là 135. Ngang kính đang là 135 các bác nhá. Để các bác cùng chơi chiếc kính này. Mạ vàng Kangol. Sổ nó bị mất vết đây, tiếc quá các bác ạ. Bị gãy mất một chút xíu ở đây. Đó, các bác về bẻ lốt đây. Hoặc là các bác cứ chốt đi, em sẽ xử lý cho tất cả các bác. Em bẻ lốt bên này để cho cân bằng nhá. Bẻ lốp này cân bằng xong em sẽ đánh nhãn ở đây, được chưa? Để các bạn chơi chiếc kính này là 600.000 nhá. 600.000 một chiếc kính mạ vàng. Em sẽ xử lý cho tất cả các bác cái chuỗi đó. Tình trạng hàng như là em nói rất rõ để các bác đỡ phải lăn tăn. Được chưa? Quá là ok, quá là tuyệt vời luôn. Đặc biệt cái hộp rất là đẹp, phê mỗi hộp này các bác nhá. Mã số 77. Mã số 77, 600.000. Em sẽ xử lý tất cả các bác mạ vàng. 600.000 mạ vàng. Tiếp tục. Một chiếc kính nữa, một chiếc kính như kiểu của mafia các bác ạ. Quả mắt đẹp quá các bác. Một chiếc kính của Áo bác nhá, một chiếc kính của Australia đấy ạ. Thương hiệu của Australia này. Ceraba này, Cerara này. Đẳng cấp luôn các bác ạ. Gọng kính được thiết kế quả đen bóng nhá. Quả đen bóng. Chiếc này lên mặt đẹp lắm, chất lượng nó các bác nhá. Chiếc này lên mặt đúng là như kiểu là vệ sĩ đấy ạ. Như kiểu vệ sĩ, chất lượng luôn. Em thề các bác đeo lên chiếc này cứ phải gọi là bao vệ sĩ luôn. Sang ngang chiếc này đang là 135 các bác nhá. Một chiếc kính của Australia đẹp, chất lượng luôn. Đó. Cerara, Sarao. 59 và 18 được chưa? Đẹp. Cứ phải gọi là đẹp. Nhẹ. Để các bác cùng chơi chiếc này. Bên em đang giao lưu về giá để các bác cùng chơi chiếc này. Thôi thì vẫn cứ là 600.000 đấy ạ. 600.000 nha các bác nhá. Một chiếc kính em thề các bác cứ phải chốt những chiếc kính như này để các bác trải nghiệm và cũng như là lên mặt thì em thật sự các bác là bao phê luôn với mẫu kính này, em khẳng định luôn, đeo chất lắm. Đó, 600.000 một chiếc kính của Áo thôi nhé. Tiếp tục đó là một chiếc kính Meca, một chiếc gọng kính Meca các bác nhé. Không thấy có tên tuổi. Không, đây thông số đây. 804 này, không biết của gì sản xuất này. Thôi để các bác chiếc này là 300.000. 300.000. 300.000 lên cho em về mã số size ngang kính đang là 145, size quá to luôn nhá. Để các bác đeo thời trang, các bác đeo đi nắng. Đó, 300.000 thôi, lên cho em về mã số 79 nhá. 79 300.000. 300 mã 79. 300 mã 79. Đó. Chiếc nào mà không có thông số cũng như là không có thương hiệu thì em sẽ lướt nhanh.
để các bác đỡ mất thời gian của các bác nhá. Thì em cũng là đi đến chi tiết cận cảnh của những mẫu kính ngày hôm nay. Em lại tiếp tục một chiếc kính Ray Ban, một chiếc kính Ray Ban mắt treo để các bác về lắp mắt cận viễn não này, là một gọng kính nhá. Và các bác để không, các bác đi tẩy chữ đi, các bác chỉ cần lấy xăng hoặc lấy cồn nó tẩy là ra nhá. Chữ này họ chỉ in lên thôi, tẩy đơn giản các bác ạ. Một chiếc kính Ray Ban đến từ Italy tiếp theo, gọng trắng, thiết kế kiểu mắt treo, xanh ngang treo đang là 135. Để các bác cùng chơi chiếc kính này là 400.000 nhá. 400.000 lên cho em mã số 80. 400.000 mã số 80 được chưa? Đó. Bây giờ đến tiếp mục những chiếc kính giá loanh quanh vài trăm nghìn em sẽ lên nhanh. Nhưng mà vẫn chi tiết, vẫn đọc thông số rõ ràng, cẩn thận cho tất cả các bác. Các bác chưa chốt kịp, các bác chụp ảnh màn hình cái bạn Zalo, số Zalo em ghim trên góc phải màn hình nhá. Mã số 80, 400.000. 400.000 mã số 80. Tiếp tục lên cho mã số 81. Một chiếc kính Mavis. Đó. Mavis 6503. Đó, có thiết kế mạ vàng, điểm đờ mi trắng. Hiện tại đang là trang bị một cặp mắt là mắt viễn có độ trong khoảng 1 độ đến 2 độ các bác nhá. Trong khoảng 1 đến 2 độ. Sai ngang đang là 130. Để các bác cùng chơi chiếc kính này là 600.000 tiếp theo. Cho một chiếc kính mạ vàng, chất liệu titan, à không phải titan. Chuôi kính đang là 1135. Size kính đang là 63 và cầu kính đang là 10, à size kính 53, cầu kính đang là 15 nhá các bác nhá. Một chiếc kính mạ vàng có điểm đờ mi trắng, mã số 81. 600.000 mã số 81. Đấy, mạ vàng em chỉ bán loanh quanh 5-600.000 thôi. Để các bác cùng dễ chơi, các bác về lắp mắt 2-300 nữa thì loanh quanh cái kính vào tầm 8-900, 1 triệu thì cứ phải gọi là bao xịn luôn các bác nhá. 600.000 nhớ cho em mã số 81. Đẹp lắm các bác nhá, mới tinh. Tiếp tục một chiếc kính ngầu, rồi một chiếc kính của Đức. Thiết kế đa số là thiết kế của Đức, đối chuẩn luôn. Meller của Đức hay gọi là Menzen của Đức đấy ạ. Một chiếc kính Menzen của Đức Gemali, mạ vàng trắng, không biết mày mạ vàng trắng hay không, nhưng mà em thấy màu trắng bóng lắm các bác nhá. Chuôi kính đang là 135. Rồi có thiết kế, em xem có độ không nhá. Một chiếc kính cũng có khoảng 0,5 độ, có khoảng 0,5 độ. Rồi các bác về cứ để cái mắt này làm mẫu để các bác cắt theo nhu cầu sử dụng của tất cả các bác nhá. Các bác cắt theo nhu cầu sử dụng của tất cả các bác này. Một chiếc kính Menzen của Đức, được chưa ạ? Đó, Gemali luôn, đẹp lắm, chất lắm các bác nhá. Một gọng kính này các bác về lấy gọng được, các bác về, các bác làm mà có đang bị 0,5 độ thì đeo chiếc này cực chất luôn. Xanh ngang đang là 135 nhá, 135. Đó, thiết kế rất chất này, quả mắt phê lắm. Để các bác còn chơi chiếc kính của Đức này, 700.000 lên cho em mã số 82, 700.000. Mã số 82, 700.000 nhá. Tiếp tục lên một chiếc kính Cocat của Pháp các bác ạ. Một chiếc kính của Pháp này, Paris này. Cocat này. Và các bác check nó ra ngay. Cocat Paris 6505. Một chiếc kính nam nữ đều ok, em thấy thiết kế rất là đẹp và chất lượng này. Thiết kế có cái gì đấy gọi là tạo sự khác biệt nhá. Nó đeo như kiểu một người nghệ sĩ luôn. Đeo vào như kiểu một người nghệ sĩ luôn các bác nhá. Chất liệu bằng meca, nhưng mà vân đá đục các bác nhá. Size ngang kính đang là 130. Ngang kính đang là 130. Một chiếc kính của Pháp đẹp. Chất lượng. Để các bác cùng chơi chiếc kính này. Đó, của Pháp cũng chỉ có 600.000 thôi. 600.000 nha các bác nha, 600.000. Đó, như mẫu kính hàng bên em bán ra, chứ nào fake em bảo fake, các bác yên tâm yên trí. 600.000. Lên cho em mã số 83. Đẹp, chất lượng, bao nghệ sĩ luôn.
tiếp tục là một gọn kính gì đấy ạ. Sổ nhẹ quá các bác, ui lại còn đồi môi này các bác này. Một chiếc kính bô lé này, bô lé kinh này, ui, có khi lại gọi là vua kính này các bác nhé. Một chiếc kính vua kính nha, để các bác đeo đi thể dục thể thao. Ui của Pháp các bác ạ, sổ của Pháp nha các bác nhá. Chất liệu bằng meca đồi một, nhẹ nhẹ lắm, chứ em không hiểu chất liệu gì nhưng mà nhẹ lắm các bác nhá. Cầm như không đấy ạ, như không có gì trên tay luôn, các bác cứ thử cầm mà xem. Được chưa? Mắt nguyên zin nguyên bản, thiết kế form ôm mặt luôn các bác nhá, để các bác về đạp xe đạp, đi xe máy, tập thể dục thể thao cứ phải gọi là úp sổ size 145 luôn, 145 150 luôn đấy ạ. 150 nhưng họ thiết kế theo kiểu đường cong, thiết kế theo kiểu đường cong này thì các bác yên tâm sẽ ôm mặt cực kỳ luôn. Đặc biệt hơn là em nó lại xịn sò chính hãng, đeo ôm sát mặt luôn. Để các bác cùng chơi chiếc kính này, 600.000 trong chiếc kính của Pháp, một chiếc kính của Pháp 600.000 đó. Đẹp lắm các bác ơi, các bác nên sử dụng chiếc này để các bác cũng sử dụng trong thể dục thể thao, cứ phải gọi là bao đẹp bao nhẹ tất cả các bác. 600.000 lên trên mã số 84, mã số 84 600.000. Đây lên lốt một chiếc kính có thiết kế kiểu cũng lá lá như vậy nhá. Đây là em vừa vệ sinh xong này, Black Fly này các bác này, chiếc kính cũng là chiếc kính chính hãng đấy các bạn. Đây là em vừa rửa xong, em thấy nó hơi bẩn nên em rửa qua đấy các bác nhá. Đó. Một chiếc kính Bonfly, Black Fly, Stone Menon Chinin này các bác này. Nói chung là một chiếc kính chính hãng tiếp theo, gọng nhựa, có thiết kế cũng ôm mặt để các bác sử dụng thể dục thể thao. Sang ngang là 145 tiếp theo, để các bác cùng chơi chiếc này, thương hiệu lạ lắm em không biết, để các bác 400.000, nó lạ để các bác 400.000 được chưa? Mã số 85, mã số 85 400.000. Mã số 85 400.000. Tiếp tục. Em lên một chiếc kính mã số 86. Một chiếc kính mạ vàng. Giá tại Nhật đang là 23.000 yên, em cứ nhân đôi lên rơi khoảng tầm 5 triệu nhá. Khoảng tầm 5 triệu. Bỏ qua giá Nhật đấy ạ, nó hãy để tâm đến giá của em. Được chưa? Một chiếc kính của Ý. Size ngang đang là 140, size rất là to đẹp luôn. Một chiếc kính của Ý có nguyên tem mác này. Rồi, Italy này, hai ngựa luôn này. 25.000 yên luôn. 23.000 yên. Hai ngựa mạ vàng được chưa ạ? Size ngang là 140, size rất là to luôn. Để các bác cùng chơi chiếc kính này. 800.000 lên cho em mã số 86, 800.000 thôi. Đó. Các bác mua bên Nhật lại rơi vào quay ô 5 triệu. 800.000 lên cho em mã số 86 nhá. 800.000. Mạ vàng. Viện in ra bài. Được chưa? Đây cho các bác xem lại nhé. Made in Japan này, Titan này. Bảo sao nhẹ thế. Thương hiệu là John Styling này. Size 58, cầu kính là 15, một chu kính là 145 nhé. Đẹp lắm các bác ạ, phê lắm, mới tinh. Mã số 86, các bác về lắm mắt gì cũng đẹp. Đây, thiết kế quả cầu này. Đẹp. Tiếp tục lên chiếc mã số 87. Mã số 87. Mã số 87 đó là một chiếc kính Cartier hàng Red thôi. Được chưa? Một chiếc kính Cartier hàng Z. Hay gọi là hàng fake đấy ạ. Một chiếc kính con báo. Chiếc kính này thì em vứt vào đây bán kèm cho các bác thôi. Bởi vì là các bác hỏi rất nhiều và hầu như là phiên nào em cũng bán được mẫu kính này. Các bác quan tâm đến mẫu kính này rất nhiều thôi, cho nên là em vẫn phải lên để phục vụ tất cả các bác là về sau nhá. Phục vụ tất cả các bác nào mà chốt sau. Sang ngang là 140, giá vẫn không đổi là 600.000 cho một mẫu kính Cartier. Một mẫu kính Cartier, một thương hiệu con báo đến từ Pháp. Nhưng chiếc kính này hàng bản siêu cấp, hay gọi là bản fake đấy ạ.
600.000 lên cho mình mã số 87. 87 600.000. Tiếp tục. Sắp hết rồi các bạn. Tiếp tục nó là một chiếc mã số 88, một chiếc kính gọng này các bác về lắp bắt viễn não thôi. Chất liệu titan này, ôm titan, size 52, cổ kính là 16 nhá. Một chiếc kính của Nhật, có thiết kế mí này là mí mạ vàng. Dạ. Gọng cũng mạ vàng luôn, size kính chiếc này đang là 130. Size kính đang là 130, để các bác cùng chơi chiếc kính này là 600.000 tiếp theo. 600.000 lên trang bị mã số 88. 88 600.000 nhá. Tiếp tục mã số 89. 89 nó là một chiếc kính mạ vàng tiếp theo. Thiết kế rất là trẻ trung. Chuôi kính là 140, size kính là 53-19 các bác nhá. Rồi hai bên sườn này. Bentac các bạn, một chiếc kính Bentac của Pháp. Thương hiệu là của Pháp các bác nhá. Size ngang kính trước này cũng là 130 tiếp theo. Đó, 130, nó nhỉnh nhỉnh hơn một tí. Để các con chơi chiếc kính này là 600.000 nốt đi ạ, mã số 89 nhá. 600.000 mã số 89. Tiếp tục mã số 90. 90, một chiếc gọng kính có thiết kế màu này là màu cà phê. Màu lâu cà phê các bác nhá. Cũng rất là sang trọng luôn. Titan này, chất liệu titan, chuôi kính là 14. Chuôi kính là 16. Size kính là 54, cầu kính đang là 140. Đấy chứ ạ. Một chiếc gọng kính titan mạ nâu cà phê. Size ngang đang là 135. Để các bác cùng chơi chiếc kính này là 400.000 nhá. Điểm hai chỉ vàng đây này các bác này. Hai chỉ vàng tạo đờ mi. 400.000 lên cho em mã số 91. À, mã số 90. Mã số 90, 400.000. Tiếp tục lên cho mã số cuối phiên. Mã số cuối phiên là mã số 91 các bác nhá. Mã số 91, một chiếc kính của nữ. Chốt lại bằng một chiếc kính phái mạnh. Là phái đẹp các bác nhá. Happy Amit này. Chất liệu bằng sừng xanh rất đẹp luôn. Ủa, trái tim này. Trái tim lượn sóng này. Ok, một chiếc kính của nữ. Các bác mua về làm quà tặng mới tinh. Sẽ châm cho các bác một cái hộp mình cứ phải gọi là bao đẹp luôn. Sang ngang là 135. Để các bác cùng chơi chiếc này là 500.000 các bác mua về làm quà tặng nhá. 500.000 thôi ạ. Các bác tặng ngay một chiếc kính đẹp xịn sò, không phải gọi là mới tinh. Được chưa? 500.000 thôi ạ. Chốt phiên ngày hôm nay bằng một chiếc kính của nữ bên em. Giá lưu là 500.000. Còn bây giờ thì em xin phép là xuống video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo của Văn Đức Duy đồng hồ cổ vào phiên đồng hồ ngày mai các bác nhá. Bây giờ em xin phép là dừng tại đây, hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Các bác nhớ kết bạn Zalo ở góc phải màn hình 0927292292 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.